thành công lớn về quốc tế dần. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật chế tài người vi phạm nhân quyền. Đây là trợ lực quan trọng cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Bài viết của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng như sau. Ngày 8 tháng 12 năm 2016, kính gửi quý vị đồng hương đã tham gia các cuộc tổng vận động từ nhiều năm qua. Thưa quý vị, trong 6 năm qua, quý vị đã bỏ nhiều công sức để đồng hành cùng chúng tôi trên từng chặng đường quốc tế dần, nhằm giành lại nhân quyền cho hơn 90 triệu đồng bào ở trong nước. Hôm nay, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thắng lợi lịch sử. Lúc 1 giờ trưa hôm nay, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua luật chế tài người vi phạm nhân quyền toàn cầu mà tên chính thức là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act như một phần của dự luật chuẩn chi ngân sách quốc phòng, viết tắt là NDAA, tức là National Defense Authorization Act, với tỷ số áp đảo là 92-7. Thứ sáu vừa qua thì Hạ viện cũng đã thông qua luật này cũng với đa số áp đảo là 375-34. Luật này sẽ được chuyển sang Tòa Bạch Ốc vào đầu tuần tới. Chúng tôi tin rằng Tổng thống Obama sẽ không dùng quyền phủ quyết vì NDAA cần được thông qua để duy trì các chương trình và hoạt động quốc phòng. Hơn nữa, việc phủ quyết của Tổng thống nếu có cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng vì Quốc hội sẽ dễ dàng phủ định nó bằng số phiếu vượt xa mức đa số 2/3 cần thiết. Luật này sẽ được chuyển sang Tòa Bạch Ốc vào đầu tuần tới sau khi Tổng thống ký ban hành. Lần đầu tiên, luật pháp Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp chế tài cụ thể và mạnh mẽ nhắm trực tiếp vào những thủ phạm của các hành vi vi phạm nhân quyền, bất luận họ ở đâu trên thế giới. Luật chế tài người vi phạm nhân quyền sẽ tiếp sức đáng kể cho chúng ta trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền của 90 triệu đồng bào ở trong nước. Cá nhân, những giới chức chính quyền và giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ nay sẽ phải đối mặt với các biện pháp chế tài nếu bị chứng minh là liên can đến các hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với người dân. Các cuộc vận động ở địa phương và các buổi tổng vận động ở Quốc hội từ năm này sang năm khác của chúng ta đã đóng góp đáng kể cho thành quả này. Tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả quý vị đồng hương đã dấn thân và vô cùng kiên nhẫn khi đồng hành chúng tôi trong suốt 6 năm qua. Đối với những đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước nói chung, chúng tôi sẽ theo dõi và sẽ thông báo khi luật được ban hành. Và điều này có lẽ sẽ xảy ra nội trong tuần tới đây. Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong bức thơ của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng viết cảm ơn cộng đồng khắp nơi đã cùng với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đeo đuổi 6 tháng vừa qua để có được một cái bộ luật là chế tài những người đã vi phạm nhân quyền dù rằng ở bất cứ một quốc gia nào trên thế giới. Để có thể hiểu rõ hơn về cái luật này như thế nào, mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghi Lữ với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng như sau. Trước hết, anh chào Thắng. Em có thể cho biết được rằng thứ nhất thế nào thì bị gọi là vi phạm nhân quyền? Em có thể cho biết. Vâng. Trong cái định nghĩa của luật này thì cái vi phạm nhân quyền nó rất là rộng. Tức là ngôn ngữ luật nó nói rằng bất kỳ những nhân quyền nào mà được quốc tế công nhận. Và như vậy có nghĩa rằng là cả cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó đều áp dụng hết. Nó gồm có những cái khu lĩnh vực quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tất cả quyền, kể cả tự do tôn giáo, quyền tự do biểu đạt, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do đi lại, quyền tự do, quyền sở hữu tài sản. Cái gói thứ hai của anh là theo như cái luật này thì các biện pháp chế tài cụ thể là như... Vâng, nhưng mà trở lại cái quyền một tí đó, thì đặc biệt ở trong cái định nghĩa và cái ngôn ngữ của cái đạo luật thì nó còn nói là ai mà vi phạm, các giới chức chính quyền nào mà đi vi phạm cái quyền sở hữu tài sản, tức là cưỡng chiếm tài sản của người dân đó, thì cũng bị ở trong cái tầm ngắm của cái đạo luật này. Thành ra đây nó sẽ áp dụng vào vấn đề dân oan.
đây là một cái điểm rất là nổi bật mà chúng ta cần phải tận khai thác. Và một cái điểm nữa tức là tham nhũng trầm trọng, nhưng giới chức là tham nhũng trầm trọng đó. Dù rằng không có vi phạm nhân quyền của ai hết mà tham nhũng trầm trọng vẫn có thể bị đưa vào đây nếu như mà chấn áp cái người mà đứng ra để mà tố giác. Hoặc là các biện pháp về chế tài đó thì nó gồm có hai biện pháp chính. Thứ nhất là cấm không cấp chiếu khám nhập cảnh vào Hoa Kỳ dù rằng là đi công vụ, ngoại trừ là xin được cái sự đặc miễn của tổng thống, và tổng thống phải làm cái hành động là đặc miễn và giải thích cho quốc hội tại sao cái người này trong danh sách chế tài mà vẫn còn được vào Hoa Kỳ, thì cái đó cũng là một cái sự nhục nhã. Và quan trọng hơn nữa là đóng băng các tài sản của những cái kẻ vi phạm, bởi vì ở trên thế giới thường thường những cái tay độc tài mà đi đàn áp người dân đó, cũng lại là những cái tay mà tham nhũng nặng nề và đã truyền của sang Hoa Kỳ. Thành ra cái biện pháp mà đóng băng tài sản nó rất là quan trọng. Cái điều mà nó đóng băng tài sản đó thì cũng có những cái người họ thắc mắc như thế này. Thí dụ như rằng họ đã định cư ở Hoa Kỳ trước rồi, và cái tài sản thì họ lại giao cho đó là con em của họ là những người có quốc tịch Hoa Kỳ, thì cái biện pháp chế tài này có truy cứu trở lại hay không? Cái luật, trong cái luật tự nó không có nói rõ là từ lúc nào thì cái tội phạm sẽ áp dụng. Và thường thường các luật của Hoa Kỳ nó không có tính cách hồi tố, do đó những cái hành vi mà vi phạm nhân quyền từ cái ngày đạo luật bắt đầu hiệu lực thì được tính kể. Tuy nhiên cái tài sản mà chuyển qua trước thì vẫn bị đóng băng. Và cái đạo luật ghi rất rõ rằng cái tài sản đấy để tại Hoa Kỳ, trong các chương mục ngân hàng Hoa Kỳ, nhà cửa tại Hoa Kỳ, hoặc là chỉ đi ngang qua Hoa Kỳ rồi chuyển qua một quốc gia khác cũng bị đóng băng nếu mà chính phủ Hoa Kỳ ngăn chặn kịp. Và không những vậy, nếu mà chuyển cho bất kỳ một người nào khác, công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ giữ họ, tức họ giấu của đó, kể cả vợ con, thân nhân, bạn bè, những người đối tác vân vân, mà truy ra được thì cũng vẫn bị đóng băng. Thế là không có cách nào để mà giấu cái tài sản đó hết. Và chúng ta phải để ý thế này, tức là trong thời gian vài năm gần đây có cái hiện tượng là nhiều cái tay cao cấp ở Việt Nam đã chuyển của sang Hoa Kỳ, mua nhà ở quận Cam, mua cơ sở làm ăn buôn bán, đưa con cái qua bên này đi du học vân vân, và mở chương mục ngân hàng cho con cái của mình để chuyển tiền, thì coi như họ đang nằm như là cá nằm trên thớt với cái đạo luật này. Bởi nếu như chúng ta truy cứu ra được rằng họ vi phạm nhân quyền và tài sản của họ đang giấu ở đâu đó ở Mỹ, thì họ sẽ bị áp dụng ngay cái đạo luật này. Thành ra có lẽ nếu chúng ta làm đủ mạnh đó và hiệu quả đó, thì chính những cái tay cao cấp ấy sẽ không dám động tĩnh gì nữa ở Việt Nam. Bởi động tĩnh là lòi ra hết, bởi vì tài sản nằm ở bên Mỹ rồi. Nếu họ chưa có tài sản bên Mỹ thì có thể cái hiệu lực của cái đạo luật này nó sẽ giảm đi. Nhưng mà rõ ràng là trong thời gian gần đây, các giới chức chính quyền cao cấp tham nhũng ở Việt Nam đã chuyển của rất nhiều sang bên này. Vâng, thưa quý vị, có lẽ rằng cái đạo luật này phải nói rằng một cái bước lịch sử, có thể nói là một cái thắng lợi rất là lớn mà cộng đồng người Việt đã phải bỏ nước ra đi cũng chỉ vì không chấp nhận được chế độ độc đảng độc tài. Và sau 41 năm thì rõ ràng rằng chính những người cầm quyền hiện nay họ ăn trên ngồi trước, và tài sản của họ, ngay cả nhân thân của họ cũng tìm mọi cách đi ra nước ngoài. Thì với cái luật chế tài này thì đó là một cái niềm vui vô cùng, không riêng đối với những người mà đã phải bỏ nước ra đi, mà kể cả đối với những người dân đang đấu tranh dân chủ dân quyền ở trong nước. Có một cái câu hỏi anh Nghe Lữ muốn hỏi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rằng cái phương cách xác định đối tượng vi phạm nhân quyền làm cái cách nào, hoặc là một cá nhân hay một tổ chức nào có thể đưa những cái dữ liệu đến cái cơ quan nào để xác định được đối tượng vi phạm nhân quyền mà quốc hội hay là cái cơ quan mà xét duyệt này đó có thể đưa vào danh sách? Về cái thủ tục của Hoa Kỳ, về phía Hoa Kỳ đó, thì vị
chủ tịch hoặc là cái người mà thủ lãnh của cái đảng thiểu số ở trong cái ủy ban. Nó có hai cái ủy ban, một cái ủy ban về ngân hàng và cái ủy ban kia là ủy ban về đối ngoại, hoặc là ở thượng viện hoặc là hạ viện. Rồi một trong những cái ủy ban đó mà là cái vị thủ lãnh của đảng đa số hoặc là cái thủ lãnh của cái đảng thiểu số cùng với nhau đó, đều có thể đề nghị cái danh sách. Và danh sách họ lấy ở đâu ra thì thường thường họ lấy từ những tổ chức theo dõi vấn đề nhân quyền. Và khi mà họ nộp cho tổng thống thì tổng thống có 120 ngày thì phải quyết định rằng dùng cái biện pháp nào, hoặc nếu mà không dùng biện pháp chế tài thì phải giải thích được cho quốc hội tại sao không dùng. Và phía hành pháp cũng phải căn cứ vào những cái bản báo cáo, những cái thông tin từ các tổ chức nhân quyền quốc tế. Thế cái vai trò của tổ chức nhân quyền quốc tế nó rất là cao. Một đằng là họ cung cấp thông tin cho quốc hội, và khi quốc hội chuyển qua cho hành pháp tòa Bạch Ốc thì tòa Bạch Ốc cũng phải căn cứ vào những cái thông tin đó để mà làm quyết định. Một cái bộ phận nữa cũng có thể